ông lại tới đây đợi Tiểu Phấn à? Phải. Còn anh tới đây ăn dầm nằm về hả? Tôi và Tiểu Phấn có tình cảm vợ chồng đã 20 mấy năm. Tôi nói cho ông biết chúng tôi sắp tái hợp. Ông đừng tới đây giở trò nữa. Nhìn mặt của anh kìa, đầu cuối cuối mắt ướt ướt, cả bộ dạng làm ăn thất bại. Tiểu Phấn sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Trừ khi cặp mắt của cổ bị người ta chọc mù. Thế nào? Bị tôi nói trúng rồi à? Xe Mỹ Nhật của Hòa Triết bán tới đâu rồi? Anh đừng hòng tới đây kê giá phóng đại với tôi nha. Bởi vì ngành xe hơi Trung Quốc bị coi là đống rác rưởi, không ai thèm y như anh. Người cũng giống như xe vậy, cũng rác rưởi như nhau. Cũng may không đụng trúng xe của tôi, chứ nếu không tôi sẽ bắt ông bồi thường tới sạc nghiệp luôn. Anh không biết lái xe à? Hay nói không lại tôi nên tới đây nằm giả? Tôi không thể thắng ông được sao? Tôi qua mặt ông là qua mặt ông, nói ngừng là ngừng, muốn thắng ông lúc nào cũng được. Chỉ được cái miệng thôi sao? Có bản lĩnh thì thắng tôi ở trường đua kìa. Nè, sắp tới ở Bắc Kinh có một cuộc đua xe, có gan thì đưa đội xe tới tham gia đi. Tại sao không dám chứ? Được, tôi bắt anh và Hoa Triết bêu xấu trước mặt cả thế giới này. Để coi sao. Không chừng là trường lộ hy đăng của ông từ giả miệng của mình. Nguyễn Thiên Hành và má đã chia tay, vậy thì ba có thể quay lại với má rồi. Ba à, ba có vẻ không muốn quay lại với má phải không? Không phải là ba không muốn, mà là không tới lượt ba muốn thôi. Để con ra tay đi, má nhất định không từ chối đâu. Nè, con tạo thêm thời gian cho ba má gặp nhau, nói vài lời tốt đẹp trước mặt má, dần dần má sẽ đồng ý quay lại mà. Thật ra má con nói rất đúng. Xưa nay ba nói nhiều hơn làm, nhưng ba đã suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ bước thứ nhất không phải là năn nỉ được má con về, mà là ba phải làm tốt bổn phận của ba, tạo được một chút thành tích để má con biết ba thực sự thành tâm hối cải, để má con thay đổi cách nhìn về ba. Giỏi phải không? Trước giờ ba con luôn tài giỏi mà. Nhưng đôi khi nói chuyện hơi phô trương thôi, nhưng không có nghĩa là ba ấu trĩ. Ba không muốn giống như bác hai của con. Dĩ nhiên con biết chuyện đó, cho nên con ủng hộ ba. Thực ra bây giờ quan trọng nhất là suy nghĩ coi làm sao bán được Mỹ Nhật, kiếm nhiều tiền cho Hoa Triết. Nghe nói Mỹ Nhật bán không được chạy cho lắm. Ba của con đã tìm được cách rồi. Nếu sau khi thành công sẽ có thể giúp Hoa Triết tạo lập tên tuổi. Đừng nói là má con sẽ thay đổi cách nhìn về ba, mà ngay cả thế giới này đều cảm thấy Hoa Văn Thạc này không phải dở, có đúng không? Được, chúng ta cạn ly vì ba và Mỹ Nhật đi. Cạn ly. Bán được Mỹ Nhật, cạn ly. Cạn ly. Được rồi, bây giờ tôi tuyên bố, sau sự nỗ lực của mọi người, xe Mỹ Nhật đầu tiên của Hoa Triết ra mắt thành công. Tóm lại từ đây mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ có hàng ngàn hàng vạn Mỹ Nhật ra đời. À đúng, 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 đúng. Đáng tiếc là vốn của hãng xe có hạn, nếu không tôi nhất định tổ chức hoạt động để kỷ niệm giây phút mang tính lịch sử này, tưởng thưởng xứng đáng cho mọi người. Không sao, ăn cơm ở căng tin cũng vậy thôi. À, phải rồi. Không thành vấn đề, cứ việc kêu vào bếp thêm thức ăn đi. Hay lắm, nhanh lên. Anh ba, có phải anh cảm thấy không có anh hai và chứng mang ở đây tận mắt chứng kiến Mỹ Nhật xuất hiện cảm thấy hơi đáng tiếc không? Đó chỉ là thứ yếu. Anh đang lo cho đơn đặt hàng. Bây giờ chúng ta chỉ có đơn đặt hàng 400 chiếc. Nếu tình hình không cải thiện, anh lo không tập cự được bao lâu. Anh yên tâm, em đã tìm được cách làm sao giúp Hoa Triết tạo lập danh tiếng rồi. Em đã tìm được cách tuyên truyền và quảng bá sao? Nè, sắp tới Bắc Kinh sẽ có giải đua xe hơi. Chỉ cần chúng ta tìm được người lái Mỹ Nhật tham gia vòng đua xe 1.500 phân khối, chúng ta sẽ lập tức nổi tiếng, tạo dựng tên tuổi cho Hoa Triết. Lần này là cơ hội quảng cáo tốt nhất. Nhìn nét mặt của mọi người hình như không đồng tình cho lắm. À, ông Hoa, xe muốn dự giải sản lượng hàng năm phải hơn 2.500 chiếc đó. Tức là chúng ta không có tư cách tham gia. Tôi đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Chúng ta tăng cường tốc độ sản xuất, mau chóng cho ra đời 2.500 chiếc, vậy thì Mỹ Nhật sẽ có đủ tư cách. Chú Út, chú nói đùa thôi phải không? Bây giờ Hoa Triết chúng ta không có nhiều đơn đặt hàng, chú muốn sản xuất 2.500 chiếc xe,
còn phải tìm chỗ để chứa nữa. Nếu không bán được thì chúng ta lỗ vốn rồi. Kết thúc chạy đua thiếu gì người ta biết qua tiếng chúng ta. Mấy ngàn chiếc xe sẽ mau chóng bán hết thôi. Văn Thạc à, anh biết tham gia đua xe là một cách quảng cáo tốt nhất. Nó không chỉ thể hiện được tính năng và chất lượng của một chiếc xe, còn có thể đạt được nhiều số liệu, giúp chúng ta nâng cao kỹ thuật chế tạo. Anh ba, anh đồng ý sao? Nhưng vốn lưu động của chúng ta đã thắt lưng buộc bụng rồi. Vừa phải nâng cao số lượng sản xuất, vừa phải lo đua xe, thực tế không thể được. Phải đó chú Út, phải chỉnh sửa mỹ nhật, thiết kế là một chiếc xe đua có thể dự giải. Con nghĩ cần phải có 1 triệu mấy 2 triệu. Không phải là mọi người không tán thành, nhưng cái gì cũng cần phải có tiền. Vậy phải, còn phải tìm nhân viên kỹ thuật, tổ chức đội xe, tìm người lái, tiêu tiền như nước vậy. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Nói tới nói lui, mọi người không muốn tham gia cuộc thi cũng chỉ vì tiền thôi. Này vậy đi, nếu giải quyết được vấn đề này, có phải mọi người sẽ ủng hộ qua thiết tham gia không? Dĩ nhiên rồi. Anh cũng rất muốn xe mỹ nhật có thực lực trên đường đua. Chú Út, chú có cách sao? 3 chữ thôi: tìm tài trợ. Ngày nào cũng quanh quẩn trong hãng, hôm nay coi như là có cơ hội cùng em ra ngoài vào chơi rồi. Chúng ta đi tìm tài trợ chứ không phải nói chuyện yêu đương. Rõ ràng là chú Út kêu chúng ta ra ngoài tìm tài trợ chứ gì, phải không? Luôn tiện nói chuyện yêu đương luôn. Thực ra em em cảm thấy hơi lo. Em lo cái gì? Lần trước em từ chối Lâm tổng, không biết ông có chấp nhận hay không. Em đừng lo quá, bây giờ ông biết em là người của anh rồi mà. Ai là người của anh chứ? Đừng nói bậy đó. Anh không có nói bậy, anh đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Anh cảm thấy đợi anh lo xong chuyện của hãng xe, sẽ cố gắng tin đến thế giới riêng của chúng ta. Nè, thật ra em vẫn chưa nghĩ tới. Chưa nghĩ tới thì bây giờ nghĩ đi. Nè Trấn Dân à, em muốn ra nước ngoài du học. Em nói cái gì? Em đi du học? Ừ. Em đừng có đùa với anh nữa mà. Thật đó, trước giờ em luôn muốn ra nước ngoài học hỏi. Gia đình em đã 2 đời đều làm công nghiệp xe hơi. Em không muốn đời sau của em vẫn dựa vào chuyên gia nước ngoài giúp đỡ. Em muốn ra nước ngoài học hỏi, sau đó trở về cải thiện kỹ thuật của mình, chế tạo xe hơi thật sự mang nhãn hiệu tự chủ. Em tin kiến thức có thể thay đổi số mệnh của em. Nè, anh cười cái gì? Nè, em có đọc quyển sách này không? Tên Người cha giàu người cha nghèo. Tên đó là Người cha giàu người cha nghèo. Sao cũng được. Quyển sách đó nói, nếu con người muốn thay đổi số mệnh của mình, không nhất thiết là phải dựa vào học hành, cũng không cần dựa vào một công việc đàng hoàng. Nhất là phụ nữ, chỉ cần tìm được một người chồng giống như anh vậy. Anh nghĩ vậy thật sao? Sao vậy? Có vấn đề gì chứ? Thật ra anh có hiểu suy nghĩ của em như thế nào không? Bây giờ tại em không hiểu thôi. Tự nhiên sao lại ra nước ngoài du học? Ở Bắc Kinh em không học được sao? Đó là ước mơ của em mà. Em có anh rồi, ước mơ sẽ thành hiện thực ngay, không cần nghĩ tới chuyện khác. Lý tưởng, anh có hiểu lý tưởng không? Nó lý tưởng với anh hao hơi quá. Bỏ đi, bỏ đi, thực tế chút đi. Chúng ta tìm tài trợ. Nè, nè. Tôi hiểu ý của hai người rồi. Sắp tới họp với ông chủ, tôi sẽ bàn với ông. Tôi sẽ cố gắng giúp hai người. Vậy tài trợ cho qua chiếc đua xe, trông cậy vào anh. Lúc nào anh cũng nói đôi bên cùng có lợi, có thể tài trợ cho mọi người đua xe, chúng tôi sẽ được quảng cáo, tại sao lại không làm chứ? Vì cảm ơn anh Lâm tổng, chúng tôi về đợi tin mừng của anh. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, mọi người đã mở rộng nhà sản xuất, tăng cường thiết bị. Nếu qua chiếc cố gắng làm, nhất định sẽ làm được. Tôi tin tưởng anh, anh là một người có thực lực, nhất định có thể đi lên. Dĩ nhiên rồi. Thiên Sứ, em nghĩ có đúng không? Lâm tổng à, bà xong công việc rồi, tôi xin phép. À phải, bà xong công việc rồi, hay là đi tắm hơi massage đi. Được. Sao hả? Cãi nhau với Thiến Xuyến, tâm trạng không vui sao? Ngoại trừ đầu tóc là mối phiền não, phụ nữ cũng là nguồn gốc phiền não mà. Nè, công thức mới nhất mắt dịu trơn mịn, sau khi tắm gọi xong, bảo đảm anh sẽ hoàn toàn tỉnh táo, không còn phiền não nữa. Thật sao? Vậy thì phải thử. Hay là vậy, anh mua chiếc nhẫn cho cổ coi như xin lỗi đi. Ý, anh nghĩ nếu bán sữa tắm, có thể dựa vào nỗ lực của mình kiếm được chiếc nhẫn hồng xoàn, có khi nào họ sẽ xếp hàng dành mua không? Kênh TVB tiếng Việt
hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.